để góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, phát triển khu công nghiệp sinh thái là rất cần thiết và sự quyết tâm của các doanh nghiệp với chính sách hỗ trợ là yếu tố quyết định. We could work with MPI from 2014 until today, and with the generous support by the Swiss State Secretary for Economic Affairs, we will be able to continue our cooperation with MPI, with Vietnam. Với kết quả thu được từ 53 doanh nghiệp tại Khánh Phú, Hòa Khánh và Tràng Lóc 1 và 2 giai đoạn 2014-2019, từ năm 2020, dự án tiếp tục hỗ trợ 68 doanh nghiệp tại 3 khu công nghiệp Lipsy, Hiệp Phước và Amata Đồng Nai. Thông qua các hoạt động đào tạo, đánh giá, xác định và thực hiện giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn với 592 giải pháp, đem lại tiềm năng tiết kiệm 125 GWh điện trên một năm, 323.000 mét khối nước trên một năm, tiết kiệm 293 tỷ đồng trên một năm và giảm 107.000 tấn carbon trên một năm. Our project aims to demonstrate how an industrial park can become an eco-industrial park. In the last one year, our project identified 396 interventions, resource efficiency and cleaner production interventions to be implemented. This means that companies will be able to save more than 200,000 euro every year. Tại khu công nghiệp Lipsy Hải Phòng, công ty Sinetsu đầu tư dây chuyền sản xuất nam châm đất hiếm, khép kín từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm. Hầu hết các sản phẩm lỗi, hỏng được tuần hoàn và tái sử dụng trong quá trình sản xuất. Sinetsu Vietnam là 環境そして従業員の安全。Là một doanh nghiệp đi đầu về sản xuất sản phẩm công nghệ cao, Sinetsu Việt Nam luôn mong muốn cải tiến hệ thống, quy trình và công nghệ để tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu phát thải ròng, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai. Phát triển theo hướng sinh thái nó không còn là sự lựa chọn nữa, mà đó là một tất yếu. Nó là một cái động lực để chúng tôi thành phố hướng tới để thực hiện cái mục tiêu mà chúng tôi trở thành thành phố công nghiệp hiện thông minh, hiện đại và bền vững. Hướng đến khu công nghiệp sinh thái là cái mục tiêu mà chúng tôi phải đạt được, và chúng tôi hy vọng rằng cái việc mình đáp ứng được yêu cầu đó nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong chúng tôi sẽ được phát triển đúng như cái kỳ vọng của mỗi doanh nghiệp và với cái phát triển chung của khu công nghiệp. Khu công nghiệp Amata được đánh giá đạt hơn 50% các tiêu chí trong khung quốc tế về khu công nghiệp sinh thái và tiếp tục nỗ lực để sớm trở thành khu công nghiệp sinh thái. We are heading toward the smart eco industrial park. This benefit will be given to our client, to the investor who come to the industrial park to enjoy the sustainability framework of the industry, of the business, to be good in the environmental of the operation. So this is the benefit that would be directly to the investor. Khi mà tham gia dự án thì Fleming đã nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ từ ban dự án. Đầu tiên đó là về mặt tập huấn, đào tạo, thì để nâng cao được cái nhận thức của người lao động của Fleming. Cái điều thứ hai nữa là các cái cuộc mà khảo sát thực tế từng cái máy móc, từng cụm máy móc đã đem lại cho một cái báo cáo đánh giá rất là chi tiết. Việc áp dụng thành công các giải pháp sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn của các doanh nghiệp tiên phong tại 3 khu công nghiệp sẽ được nhân rộng kết hợp với sự nỗ lực và quyết tâm chuyển đổi từ quy hoạch đến sự đồng hành của doanh nghiệp, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp Việt Nam.